con diều căng gió. Mà em nói là chị Dương đã đưa ba về hả? Ừ. Em thấy tội cho cổ lắm. Sao lại tội? Lúc má nói nặng lời, Chiêu Dương đã khóc. Em thấy tội nghiệp cổ lắm luôn. Má đã có thành kiến với Chiêu Dương. Từ khi biết sự thật về cô ấy, má đã rất cương quyết bắt anh phải rời xa Chiêu Dương. Anh nói thật cho em nghe đi. Chuyện gì? Từ bỏ Chiêu Dương là ý của anh hay là của má? Mặc dù má có tác động rất lớn, và anh hiểu được tất cả các bà mẹ đều muốn con trai của mình phải có một người vợ ngoan hiền. Họ không thể chấp nhận một cô con dâu nhiều thủ đoạn và gian xảo. Nhưng anh mới là người quyết định cuối cùng. Anh có hối hận khi quyết định chia tay Chiêu Dương không? Có. Điều anh hối hận là đã không làm cho Chiêu Dương thay đổi được. Anh mới Em đừng có trách anh nha. Sao anh mới bắt được em?